Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 31, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 9. Hồi hướng giải thoát không chấp trước, không ràng buộc thứ 9. Phật tử, thế nào là hồi hướng giải thoát không chấp trước, không ràng buộc của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc? Tu Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, vì chúng sinh hồi hướng, vì Bồ Đề hồi hướng, vì thật tế hồi hướng của Đại Bồ Tát chăng? Không chấp trước, không ràng buộc mới có thể đắc được tâm giải thoát thanh tịnh. Giải thoát tức là giải trừ sự ràng buộc nghiệp cảm, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Do đó, không ràng buộc là giải, tự tại là thoát. Hồi hướng nghĩa là hồi chuyển, hướng đến. Phật tử, Đại Bồ Tát đó sinh tâm tôn trọng đối với tất cả căn lành. Đó là sinh tâm tôn trọng với sự thoát khỏi sinh tử, sinh tâm tôn trọng với sự nhiếp lấy tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự hy vọng mong cầu tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự sám hối các lỗi lầm nghiệp đã tạo ra, sinh tâm tôn trọng với sự tùy hỷ căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự lễ kính các đức Phật, sinh tâm tôn trọng với sự chắp tay cung kính, sinh tâm tôn trọng với sự đảnh lễ chùa tháp, sinh tâm tôn trọng với sự khuyến thỉnh đức Phật thuyết pháp. Sinh tâm tôn trọng như vậy đối với các thứ căn lành, thầy tùy thuận nhẫn chịu. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Tu Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đối với hết thảy căn lành sinh ra chín thứ tâm rất tôn trọng. Đó là: một, sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự thoát khỏi sinh tử; hai, sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự nhiếp thọ tất cả căn lành; ba, sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự hy vọng mong cầu tất cả căn lành; 4. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự sám hối lỗi lầm và tội nghiệp do mình tạo ra; 5. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự tùy hỷ căn lành của người khác; 6. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự lễ kính mười phương chư Phật; 7. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự chắp tay cung kính Tam Bảo; 8. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự đảnh lễ chùa tháp; 9. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự khuyến thỉnh đức Phật thuyết pháp. Đối với đủ thứ căn lành đã nói ở trên, thầy đều sinh tâm tôn trọng, tùy thuận tất cả căn lành, nhẫn thọ mà tu hành. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đối với các căn lành đó đều sinh tâm tùy thuận nhẫn chịu, thì rốt ráo vui mừng, tin hiểu được kiên cố, tự được an trụ, khiến cho họ cũng an trụ, sinh tu không chấp trước, tự tại tích tập, thành tựu trí nguyện khoái lạc thủ thắng, trụ cảnh giới của Như Lai, thế lực tăng trưởng đều được tri kiến. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, đối với tất cả căn lành đều sinh tâm tôn trọng, tùy thuận nhẫn chịu, thì trong tâm đặc biệt vui mừng, đắc được tâm tin hiểu kiên cố, tự mình đắc được sự an trụ, khiến cho người khác cũng đắc được sự an trụ, sinh tu căn lành không có sự chấp trước, tự tại tích tập tất cả căn lành, thành tựu trí nguyện và khoái lạc thủ thắng, trụ nơi cảnh giới của Như Lai, những thần thông thế lực càng ngày càng tăng trưởng, đều đắc được trí huệ, chánh tri, chánh kiến. Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu thân nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tịnh nghiệp lời nói của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để viên mãn ý nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để phát khởi tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Đại Bồ Tát Tu Bồ Tát Đạo, khi đem tất cả căn lành hồi hướng như vậy, thì có 61 môn, trong mỗi môn đều nhiếp pháp giới tự tại đức dụng, hoặc là lý, hoặc là hạnh, hoặc là trí, hoặc là cảnh, hoặc là tự hành, hoặc là hóa sinh, hoặc là thể, hoặc là dụng, hoặc là nhân, hoặc là quả, hoặc là người, hoặc là pháp, đều tổng nhiếp tất cả pháp nên không thể theo nhau. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, không quái ngại, không thị phi, không thiện ác, không nghiệp báo, để thành tựu thân nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Thân nghiệp thanh tịnh chẳng có giết hại, trộm cắp, dâm dục. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thanh tịnh nghiệp lời nói của Bồ Tát Phổ Hiền. Chẳng có nói dối, theo dệt, chửi mắng hai lưỡi, nghiệp lời nói thanh tịnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để viên mãn ý nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng có tham sân si ý nghiệp thanh tịnh.
Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh để phát khởi hạnh môn tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để đầy đủ âm thanh vô ngại môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền. Âm thanh đó rộng lớn khắp cùng mười phương. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để đầy đủ môn Đà La Ni, thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, luôn luôn thấy tất cả chư Phật trong mười phương. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất cả âm thanh môn Đà La Ni, đồng tất cả âm nói vô lượng pháp. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp trụ môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền khắp trong mười phương tu hạnh Bồ Tát. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ âm thanh môn Đà La Ni không chướng ngại của Bồ Tát Phổ Hiền. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Âm thanh đó rộng lớn khắp cùng mười phương ba ngàn thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ môn Đà La Ni thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, thường thấy chư Phật trong mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất cả âm thanh môn Đà La Ni, đồng tất cả âm thanh mà có thể diễn nói vô lượng pháp. Do đó Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo lại đều hiểu được. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp trụ môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền khắp trong mười phương tu hạnh của Bồ Tát tu. Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong thân của một chúng sinh thị hiện tu tất cả hạnh Bồ Tát hết kiếp vị lai thường không gián đoạn. Như một thân chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng đều như thế. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền vào khắp tất cả chúng đạo tràng hiện khắp ở trước tất cả chư Phật tu hạnh Bồ Tát. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong một môn thị hiện trải qua bất khả thuyết kiếp, chẳng có cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong các thứ môn thị hiện trải qua bất khả thuyết môn, chẳng có cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập, thân đó hiện khắp ở trước tất cả chư Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong thân của một chúng sinh thì hiện tu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu hết kiếp vị lai thường tu hành như vậy, chẳng bao giờ gián đoạn. Như ở trong thân một chúng sinh là như thế, mà ở trong tất cả thân chúng sinh cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền vào khắp trong chúng hội đạo tràng của mười phương chư Phật thì hiện khắp ở trước chư Phật tu tập hạnh môn của Bồ Tát tu, tích tập đủ thứ căn lành để vì tất cả chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong một pháp giới thị hiện trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian cũng chẳng cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong các thứ pháp môn thị hiện trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian cũng chẳng cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại, thần đó hiện khắp ở trước mười phương chư Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong niệm niệm khiến bất khả thuyết chúng sinh trụ nơi trí thập lực, tâm không nhàm mỏi. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong tất cả thân chúng sinh hiện tất cả thần thông tự tại của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong lời nói của mỗi một chúng sinh, làm lời nói tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thể đều trụ nơi bậc nhất thiết trí. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong thân của mỗi một chúng sinh, khắp dùng nạp tất cả thân chúng sinh,
khiến cho mỗi chúng sinh đều tự cho rằng mình thành tựu thân Phật. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một bông hoa mà trang nghiêm tất cả mười phương thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong niệm niệm, khiến cho bất khả thuyết chúng sinh, trụ nơi trí huệ thập lực của Phật, thời thời tinh tấn, tâm chẳng có mỏi nhàm. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong tất cả thân chúng sinh, thị hiện sức thần thông tự tại của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong lời nói của mỗi một chúng sinh, làm lời nói của tất cả chúng sinh để nói tất cả pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thể đều trụ nơi bậc nhất thiết trí. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của mỗi một chúng sinh khắp dung nạp tất cả thân chúng sinh, khiến cho mỗi một chúng sinh cảm giác chính mình mau thành tựu thân Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một đóa hoa sen mà trang nghiêm khắp mười phương cõi nước của chư Phật. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sự tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, vang ra âm thanh lớn khắp cùng pháp giới, khắp tất cả cõi nước chư Phật đều nghe được, nhiếp thọ điều phục tất cả chúng sinh. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuộc vị lai bất khả thuyết tiếp, ở trong niệm niệm đều vào khắp tất cả thế giới. Dùng thần lực của Phật theo niệm trang nghiêm, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuộc vị lai những kiếp trụ, thường vào khắp tất cả thế giới, thị hiện ra đời để thành Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, phát ra âm thanh lớn khắp cùng pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật đều nghe được, nhiếp thọ được tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuộc vị lai bất khả thuyết tiếp thời gian, ở trong niệm niệm khắp cùng tất cả thế giới, dùng sức đại oai thần của Phật, tùy theo một niệm mà trang nghiêm tất cả cõi Phật trong mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuộc vị lai những kiếp trụ, thường vào khắp trong tất cả thế giới, thị hiện ra thế gian để thành Phật. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, một quang minh chiếu khắp hết cõi hư không tất cả thế giới. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, được vô lượng trí huệ, đủ tất cả thần thông, nói đủ thứ pháp. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, không thể dò lường được thần thông trí huệ. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, trụ hết pháp giới, chỗ các đức Như Lai. Dùng thần lực của Phật tu tập tất cả các hạnh Bồ Tát, nghiệp thần miệng ý chưa từng mệt mỏi. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng một trí huệ quang minh chiếu khắp hết cõi hư không tất cả thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được vô lượng trí huệ, đầy đủ tất cả thần thông biến hóa, có thể diễn nói đủ thứ pháp vô ngại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, cũng không thể dò lường được thần thông trí huệ của Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, trụ hết pháp giới ở trong các đạo tràng của Như Lai, dùng sức thần thông của chư Phật, tu hành, học tập tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, ba nghiệp thân miệng ý, vĩnh viễn thanh tịnh, tuyệt đối không ô nhiễm, ưa nói các pháp, không bao giờ mệt mỏi. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ Hiền, chẳng trái với nghĩa, chẳng phá hoại pháp, lời lẽ thanh tịnh, nhạo thuyết vô tận, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ sẽ được vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc,
Thành tựu hạnh phổ hiền khi vào một pháp môn, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu bất khả tư nghị tất cả pháp môn. Như một pháp môn, tất cả pháp môn cũng đều như vậy, thông đạt vô ngại, chốt giáo sẽ đắc được bậc nhất thiết trí. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh phổ hiền, nơi pháp tự tại, đến bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát phổ hiền, nơi mỗi mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí quan sát ngộ nhập, mà nhất thiết trí cũng không hết được. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền, không trái với nghĩa lý của các pháp, chẳng phá hoại thời tướng của các pháp, lời lẽ diễn nói diệu pháp rất thanh tịnh, nhạo thuyết các pháp chẳng lúc nào hết được, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh sẽ đắc được vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật mười phương. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền. Khi vào một pháp môn thì phóng ra vô lượng trí huệ quang minh, chiếu khắp bất tư nghỉ pháp môn. Như một pháp môn là như vậy, tất cả pháp môn cũng đều như vậy. Đối với tất cả pháp môn thông đạt, chẳng có chướng ngại, tương lai rốt ráo sẽ được bậc nhất thiết trí, tức là thành tựu quả Phật. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền. Đối với tất cả các pháp, đắc được cảnh giới tự tại vô ngại, đến được bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát phổ hiền. Đối với mỗi mỗi cảnh giới, đều dùng nhất thiết trí huệ để quan sát ngộ nhập mà nhất thiết trí huệ chẳng khi nào hết được. Do đó có câu, lấy chẳng hết, dùng chẳng cạn. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, từ khi bắt đầu cho đến đời này. Hết thủa vị lai, trụ hạnh phổ hiền, thường không ngừng nghỉ. Được nhất thiết trí ngộ bất khả thuyết pháp chân thật, nơi pháp rốt ráo chẳng có mê hoặc. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu nghiệp phổ hiền, phương tiện tự tại, được pháp quang minh, nơi hạnh của các Bồ Tát tu hành, thấu rõ vô ngại. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, được tất cả trí huệ phương tiện, biết tất cả phương tiện, đó là phương tiện vô lượng, phương tiện không nghĩ bàn, phương tiện Bồ Tát, phương tiện nhất thiết trí, phương tiện tất cả Bồ Tát điều phục, phương tiện chuyển vô lượng pháp luân, phương tiện thời bất khả thuyết, phương tiện nói đủ thứ pháp, phương tiện không bờ mé, không sợ hãi, phương tiện nói tất cả pháp không dư thừa. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, từ khi bắt đầu một đời, hết thuở vị lai, chỗ nơi pháp môn đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền, thường tinh tấn không nghỉ ngơi, đạt được nhất thiết trí huệ, ngộ hiểu bất khả thuyết pháp chân thật. Đối với tất cả các pháp, rốt ráo thấu suốt chẳng có chướng ngại, dùng trí huệ bát nhã chiếu soi các pháp thời tướng chẳng khi nào mê hoặc. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành hạnh nghiệp của Bồ Tát phổ hiền tu, vừa phương tiện vừa tự tại, đắc được quang minh của các pháp. Đối với hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu hành, chiếu thấu tất cả chẳng có chướng ngại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành hạnh môn của Bồ Tát phổ hiền tu, đắc được trí huệ tất cả phương tiện, biết tất cả pháp môn phương tiện, có 10 thứ phương tiện. 1. Phương tiện chẳng có số lượng. 2. Phương tiện không thể nghĩ bàn. 3. Phương tiện Bồ Tát tu tất cả. 4. Phương tiện nhất thiết trí huệ. 5. Phương tiện tất cả Bồ Tát điều phục tất cả chúng sinh. 6. Phương tiện truyền vô lượng bánh xe pháp không thối truyền. 7. Phương tiện thời bất khả thuyết. 8. Phương tiện nói đủ thứ pháp. 9. Phương tiện không có bờ mé, không sợ hãi. 10. Phương tiện nói tất cả pháp chẳng có dư thừa. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, trụ hạnh phổ hiền, thành tựu nghiệp thân, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được đều hoan hỷ, không sinh phỉ báng, phát tâm bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển, rốt ráo thanh tịnh. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả chúng sinh, tất cả lời lẽ đầy đủ trang nghiêm, khắp ứng chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, chỗ nơi đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, thành tựu nghiệp thân thanh tịnh của Bồ Tát phổ hiền, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được đều sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng sinh tâm phỉ báng, phát tâm đại bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển, vô thượng chánh đẳng chánh giác, rốt ráo đắc được thanh tịnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu hành đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, đắc được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả chúng sinh, tất cả lời lẽ đều đầy đủ trang nghiêm, ứng hóa khắp chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, trụ hạnh phổ hiền, lập chí nguyện thù thắng, đủ tâm thanh tịnh,
được thần thông rộng lớn, trí huệ rộng lớn, đến khắp tất cả thế gian rộng lớn, cõi nước rộng lớn, chỗ chúng sinh rộng lớn, nói pháp rộng lớn của tất cả Như Lai nói, tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, chỗ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, lập chí nguyện thù thắng, đầy đủ tâm trí thanh tịnh, đắc được thần thông rộng lớn, đắc được trí huệ rộng lớn, đi đến khắp thế gian rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, đi đến khắp cõi nước rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, đến khắp chỗ chúng sinh rộng lớn để giáo hóa tất cả chúng sinh, diễn nói pháp môn rộng lớn của tất cả Như Lai nói, tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh nguyện hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, để tất cả thân thanh tịnh của Phật, tâm thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, nhiếp công đức của Phật, chỗ nơi cảnh giới của Phật, tri ấn chiếu khắp, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, khéo và tất cả câu nghĩa khác biệt, thị hiện sự tự tại rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh hiện thành chánh giác. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh nguyện hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được tất cả pháp thân thanh tịnh của Phật, tâm trí thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, nhiếp trì công đức của mười phương chư Phật, trụ nơi cảnh giới của Phật, ấn trí huệ chứa khắp tất cả chúng sinh, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát tu, kéo vào tất cả từng câu nghĩa lý khác biệt, thị hiện sức thần thông tự tại rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, để giáo hóa tất cả chúng sinh, thị hiện thành Phật, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, sinh tu hạnh nguyện các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, được căn thông lợi, căn điều thuận, căn tất cả pháp tự tại, căn vô tận, căn sinh tu tất cả căn lành, căn tất cả cảnh giới của Phật bình đẳng, căn đại tinh tấn thọ ký tất cả Bồ Tát không thối chuyển, căn kim cang giới biết rõ tất cả Phật pháp, căn kim cang diệm trí huệ quang minh chiếu tức của tất cả Như Lai, căn tự tại phân biệt tất cả các căn, căn an lập vô lượng chúng sinh nơi nhất thiết trí, căn vô biên rộng lớn, căn tất cả viên mãn, căn thanh tịnh vô ngại. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, sinh tu đại hạnh đại nguyện các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được căn lành thông minh lanh lợi, lại đắc được căn lành rất điều hòa và bình thuận, lại đắc được căn lành tất cả các pháp nhậm vận tự tại, lại đắc được căn lành không cùng tận, căn sinh tu hết thảy tất cả căn lành, lại đắc được cảnh giới của Phật, thần thông của Phật, bình đẳng của Phật, đủ thứ căn lành như vậy, lại đắc được căn đại tinh tấn Phật thọ ký cho tất cả Bồ Tát không thấu truyền. Căn lành thấu rõ biết được tất cả chư Phật nói pháp kim cang, căn phổ minh kim cang diệm, trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, căn lành nhậm vận tự tại có thể phân biệt được mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, căn lành có thể khiến cho tất cả chúng sinh an lập nơi nhất thiết trí huệ, lại đắc được căn lành rộng lớn vô biên, lại đắc được căn lành tất cả đều viên mãn, lại đắc được căn lành thanh tịnh vô ngại, đem các thứ căn lành đó hồi hướng cho chúng sinh, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, đắc được tất cả thần lực của Bồ Tát, đó là thần lực đại lực vô lượng rộng lớn, thần lực trí huệ vô lượng tự tại, thần lực không động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi Phật, thần lực tự tại vô ngại không gián đoạn, thần lực nhiếp khắp tất cả cõi Phật để ở một chỗ, thần lực một thân đầy khắp tất cả cõi Phật, thần lực giải thoát du hí vô ngại, thần lực một niệm tự tại vô sở tác, thần lực trụ không tánh không nương tựa, thần lực an lập tất cả bất khả thuyết